contender 16 piece. Okay. Thank you. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Amy Family, cuộc sống Mỹ du thà của mình. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì vợ chồng mình có chuyến đi chơi sang Wyoming đó mọi người. Bây giờ thì vợ chồng mình mới bắt đầu khởi hành đây. Trên đường đi thì chồng mình có mua thêm gà rán để đi dọc đường cho bọn nhỏ nó ăn á. Đây, chồng mình đang ăn hamburger, mình ăn gà với mấy đứa con của mình. Đó, hai bò siêu quậy nhà mình đây. Giờ thì gia đình mình sẽ khởi hành đi qua Wyoming. Mời các bạn cùng theo hành trình với gia đình mình nha. Kiwi ơi, Kiwi đâu rồi? Gà của Kiwi đâu? Gà của mẹ đây. Mày cầm nước. Ông cầm cục gà mà ông ngon ngủ trời. Em cầm cục gà mà em ngủ, ghê chưa? Em thấy. Chụp khóc. Người hãy đến chứng minh anh yêu người nhé.
tên miền Nam thôi. Nè bà con ơi, đó nó tự đắp mền đó, nó lấy cái áo của mẹ nó đắp mền đó, hay không? Nó tự đắp rồi, tháo vớ ra là chắc lạnh đó ha. Rồi bú đi, mẹ ngủ tiếp đây. Khi em rời xa những đêm không vui nhớ người trở về riêng mình anh gối chân cô quanh ta. Thank you.
với ta. Tuyết dày ghê chưa? Ô ô. Tuyết mênh mông un un. Đây, đây đang đi trên đường mà mưa tuyết nó bay như thế này nè các bạn ơi. Trời ơi, cảm giác giống như là ai xịt vào nước vô mặt mình vậy đó. Nhìn giống như những bông hoa nước xẹt 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 các bạn hả? Nhìn nè, tuyết ở Wyoming nhiều ghê chưa. Hey, đang ngồi nói chuyện với chồng mà xong nhìn lên cái hú hồn chim én luôn. Bịt mù sương gã. Bây giờ gia đình mình đang chạy đi tìm khách sạn đi các bạn ơi. Wow, ở đây tuyết nhiều quá mọi người ơi. Tụi mình đến khách sạn rồi đây. Bây giờ thì đang lên phòng nè. Trời lạnh quá, bên này cơ mà. Cái này là motel mọi người ơi. Tụi mình đến motel rồi, bây giờ là đang lên phòng. Quá xa lạnh luôn. Thằng nghiệp con trai tôi giác vỏ sữa cho em, kỹ thương cơ. Đó, giác vỏ sữa cho Berry đó. Lạnh quá. Đây, tụi mình đến motel của tụi mình này nè các bạn ơi. Một phòng nhỏ xinh. 305. Đây, ở dưới là nhà hàng. Wow, tuyết nhiều quá, lạnh quá. Đấy. À, vô phòng thôi. Vô phòng là ấm rồi. Wow. Bỏ đồ lên đây nè đại ca. Chai nước, suối, thì tin. Đây là hoàn cảnh cái motel của mình đang ở này các bạn ơi. Nhỏ gọn, xinh đẹp. Xong. Không có rộng rãi. Có chỗ máng quần áo nè. Có cái bàn để tivi. Hai nhóc nhỏ nhà mình đang ăn bánh. Ở ngoài trời tuyết thì lạnh dữ lắm. Mà vô đây có máy hít cho nên hai thằng nhóc nó mặc đồ mát dễ luôn. Đó. Con đây rồi chim bên nào ở trên ghế bên bên nhỏ quân bên nhỏ quân bên nhỏ quân. Hỏi ba sướng không? Dạ sướng à. Nàng tiên cá nằm trên bờ đá. Đây thấy không, đi vô ở nhà cổ cho nên phải ngồi cái tướng cổ vậy đó. Cẩn thằng chó con đây nó mang con chiếc dép nó đi vòng vòng nè trời. Thằng chó lớn, chó nhỏ. Và bây giờ thì cả nhà mình chuẩn bị đi ngủ đây mọi người ơi. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành nha. Cảm ơn các bạn đã chọn xem video của mình. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một like nhé. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.